Hello, vâng chào cả nhà. Đôi khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau. Chờ một phút sẽ nhé. Đưa ta về đâu? Sau bao đêm âm u, chỉ thấy cuộc sống cho ta hồi sinh. Và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trong gai nó có cần bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thương. Hello Thư. Hai chị Linh, vợ chị Linh. Hello, hello. Sẽ chờ một phút nha. Hôm nay vẫn có người khách mời đặc biệt. Hello, anh Lâm Dương. Hello bạn Hường Đỗ. Hôm nay Văn sẽ nói về cái đề tài nấm linh chi và trà xanh. Mình cứ hay nghe cái chữ từ nấm linh chi và trà xanh chào anh, mà mình không biết là cái công dụng nó như thế nào, tác dụng nó như thế nào. Cho nên là có nhiều lúc đó mình không có, không biết là có nên dùng hay không, và dùng thì nó giúp được lợi lạc gì cho mình ha. Nào mình sẽ chuyển sang. Bạn Diễm có mặt comment giùm Vân cái nhé. Mình chưa thấy người khách mời của Vân ạ. À, Phương nhắn Diễm dùm gì cái Phương. Chờ Vân một phút nha, tại Vân chưa thấy người khách mời của mình thôi. Hello chị Linh Lê. Ok. Ok, Vân chào cả nhà. Hôm nay Vân trở lại với cái đề tài là cũng về sức khỏe và nấm linh chi và trà xanh. Như mình hay thường nghe ông bà mình hay nói về nấm linh chi và trà xanh, nhưng mà không có biết là như thế nào, không có biết là nó có kết quả như thế nào. Nếu mình dùng thì nó lợi lạc gì được cho cơ thể của mình. Có rất là nhiều người hỏi Vân câu đó. Thì hôm nay Vân sẽ nhờ cái Facebook Live này để Vân trả lời. Và bên cạnh đó Vân sẽ có một người nhân chứng sống, khách mời đã dùng nấm linh chi và trà xanh. Thì bạn ấy sẽ chia sẻ là đã giúp được gì cho bạn ha. Trước hết đó, thì Vân sẽ đi từng thành phần một ha. Về bên nấm linh chi đó. Nấm linh chi thì cái đời mà vua chúa này kia hồi đó thì người ta mới được dùng, đúng không anh chị? Mà bây giờ thì rất là nhiều người được dùng. Và ở trên thị trường thì họ bán rất là nhiều, bán rất là nhiều nấm linh chi. Nhưng mà cái vấn đề là mình không biết là cái nấm đó từ đâu, và cái nấm đó chiết xuất như thế nào. Thường á thì người ta, mấy cái các công ty khác thì người ta làm lấy nguyên cái nấm luôn, và người ta chiết xuất ra để người ta làm những viên, hoặc là có một số tiệm thuốc bắc đó là Vân thấy những cô bác anh chị đó họ mua nguyên cái nấm linh chi về họ nấu luôn. Cái đó thật sự nó không có kết quả nhiều mấy anh chị, nó không có kết quả và nấu rất là cực. Cái mà Vân dùng đó là cái tinh chất ở trong, nó có một cái công nghệ và nó lấy tinh chất ở phía trong cái nấm, bỏ cái vỏ ngoài và nó lấy những cái mà thật sự có tác dụng. Thì hôm nay Vân sẽ chia sẻ
mời một người khách mời trước nha, để trước khi mà Vân triển khai là cái nấm linh chi và cái trà xanh, thành phần gì trong đó thì đi từng chi tiết một nhé. Ok, Diễm say hi giùm Vân cái, comment giùm Vân cái. Ok. Vân không có bấm được bạn gì. Diễm bên đó, Diễm nhấn vào để Diễm mời, Diễm muốn vào cái live giùm chị cái. Hai chị Linh, hai chị Phấn. Bên đó em có thể bấm vô giùm chị cái, tại vì chị không invite. Ok. Ok. Rồi chị mời em rồi. Chị đã mời em rồi ha. Em chỉ để máy ngang và chấp nhận bên đó thôi. Ok. Dạ. Em có thể ngồi cao lên cho nó ngang bằng cái hình của chị giùm. Ok mấy anh chị, hôm nay Vân có người khách mời rất là đặc biệt đã dùng nấm linh chi và trà xanh một thời gian cũng nói ít thì ngắn thì không ngắn mà dài thì không dài, nhưng mà đã hỗ trợ cho cái bạn cái bệnh kỳ quặc của bạn rất là nhiều. Thì Vân sẽ mời Diễm. Diễm có thể nói sơ về Diễm đến từ đâu, và Diễm tên gì, đến từ đâu, và trước đây Diễm bị những cái chứng bệnh gì. Dạ, em chào chị Vân. Em chào cả nhà. Em là Diễm Trần, em đến từ Cà Mau. Trước đây căn bệnh của em thì cách đây 2 năm thì em phát hiện mình có một căn bệnh là em mệt mỏi. Chị nghe không chị Vân? Nghe. Em mệt mỏi á chị, do em ghim mình, tại vì cái công việc của em là phải thức khuya thì em cứ nghĩ là nó cái sức em không có thì em sẽ mệt mỏi và em tê người. Thì em mới đi khám bệnh thì đo cái thử máu thì bác sĩ mới nói em là em bị máu mỡ cao tới 600 mấy, với người bình thường thì khoảng 120 đến 150, nhưng mà của em là trên 600. Thì trong khoảng thời gian đó thì chị biết không, em cơ thể em rất là mệt mỏi, lúc nào em cũng đau nhức và cái đầu em nó tê, cái đầu em nó tê nửa cái đầu sau như nè. Em ngủ nửa đêm thức dậy thì cái đầu em không còn cảm giác nữa, nó tê cứng hết, nó tê cứng cái đầu em hết. Thì lúc đó em rất là mệt mỏi, mà lúc đó em xanh xao lắm. Thì em điều trị khoảng trong vòng hơn 1 năm nhưng mà cái kết quả nó lại không có chị. Em uống thuốc tây liên tục trong vòng khoảng 1 năm mấy thì cái thuốc tây nó không có giúp được cho em. Em mệt mỏi vì em đã bỏ cuộc. Ok, có nghĩa là em cũng đã đi bác sĩ và dùng thuốc tây nhưng mà nó không giúp được cho em. Ok, vậy thì bây giờ chị thấy em rất là khỏe nè, nhưng mà so với trước đây thì em càng ngày càng khỏe và da dẻ hồng hào và đẹp gái hơn xưa rất là nhiều. Thì em đã dùng những sản phẩm gì và dùng bao lâu? Sau một em đã ngưng dùng thuốc tây một thời gian chị, ngưng một thời gian tại vì nó không có kết quả lại cho em. Nó làm khi dùng thuốc tây vô á là cái da của em nó càng xấu thêm cái chứng là đau bao tử nữa. Dùng thuốc tây em đau bao tử, cái da em nó khô càng lắm chị. Thì em cũng nhờ một người bạn giới thiệu, và em cũng đã biết chị Vân đã giới thiệu cho em cái dòng dược thảo, thì đó là nấm linh chi và trà xanh. Thì em đã sử dụng cái nấm linh chi trà xanh đó thì đã được hơn một tháng. Thì bây giờ cái kết quả em hiện giờ thì chị thấy đó, cái da dẻ em rất là hồng hào và cái sức của em nó lại nghĩa là em có sức sống hơn chị, em cảm thấy yêu đời hơn. Và nhiều người giờ hiện giờ gặp em lại thì nói da dẻ lúc này đẹp ra rồi đó, nhìn em rất là sức sống. Kết quả bác sĩ nói như thế nào, em có sau khi em dùng em có trở lại đi khám bác sĩ lại không? Dạ có chị. Trong khoảng thời gian em dùng được hơn một tháng thì theo cái một số chỉ dẫn thì mình phải liên tục trong vòng 3 tháng. Nhưng dùng dược thảo nha,
Nhưng mà em chỉ dùng được hơn một tháng thì em đã có đi thử máu lại, và cái kết quả gần đây nhất của em là em chỉ còn có 320 mấy thôi chị, đã giảm phân nửa, đã giảm phân nửa. Giảm hơn nữa là em dùng bao lâu mà nó kết quả tuyệt vời nhỉ? Theo em nha, thì em sẽ sử dụng trong vòng liên tục trong vòng 3 tháng, hiện giờ em vẫn còn sử dụng. Em đã dùng bao Dạ em đã dùng bao lâu? chị đợi em cái nha, em hơi cái tiếng em Em nghe chị rõ không? Chị xong. nghe rõ, hồi nãy giờ em dặn hơi nhỏ quá em không nghe tiếng. Dạ Xong giỏi dây vậy. đeo vô. Em đã dùng bao lâu rồi mà kết quả từ trên 600 mà còn hạ 320? Dạ em dùng hơn một tháng chị, hơn một tháng. Dạ thì một cái hộp trà xanh và linh chi á, thì em đã dùng cái liệu trình là xuyên suốt một tháng em đã dùng. Dạ Ok. Rồi, vậy thì bây giờ cái kết quả em là em chỉ còn xuống phân nửa thôi. Bên dưới. bên Đúng em không? bên em cái bị yếu nữa, bị đứng, chị đợi em cái nghe chị không, chị Ok. đợi em cái nghe, Bây giờ. em đeo cái phone vô. Bây giờ nghe được rồi. Dạ ok em nghe được, cái Ok. mạng bên em nó bị gì vậy? Dạ Hiện giờ em vẫn còn đang tiếp tục em dùng đúng không? Em mới dùng có một tháng mấy dạ và em vẫn dạ em mới dùng có nghĩa là bạn từ cái gọi là máu mỡ là như thế nào? Là mỡ trong máu hả? dạ bác sĩ khi mà em đi xét nghiệm ấy chị, em có vô bác sĩ đặc biệt hơn, em đặc biệt hơn là bác sĩ có cho em vô cái phòng cho em coi cái ống xét nghiệm máu của em á, Em là cao lên xíu không chị? dạ, thấy hả chị ha, thấy ha. Dạ thì cho em thấy cái ống xét nghiệm máu của em á, là chị biết không, đặc thù à, không còn máu nữa mà nó đục lại giống như là mỡ mà mình bỏ vô tủ lạnh như thế chị, nó không còn máu nữa. Dạ lắc như vậy nó không còn chạy nữa, không có, tại vì không còn miếng máu nào hết. Có nghĩa là lấy máu ra nhưng mà trong máu đó là mỡ không trong đó chứ không phải là Dạ mỡ không chị, không còn máu nữa. đây là lần đầu tiên Vân cái bệnh này đó. Dạ Vậy thì bác sĩ nói cái xác suất nguy cơ của em là bao nhiêu hay là tại vì theo nhanh. biết đó, cần chút xíu mỡ trong người thôi là nó cũng có thể nghẹt những cái mạch máu, những cái ven tim hay những cái mạch máu trong bộ phận cơ thể của mình á, là nó đi từng bộ phận này đi tới bộ phận kia thì nó nhờ một cái mạch Dạ máu, những cái tuyến máu nó thông qua thì nó mới làm cho mình khỏe. Còn nếu như mà trong người của em dạ rút ra đút máu để thử mà toàn là mỡ không thì như thế nào? À, lần đầu tiên em đi xét nghiệm thì em không có đi lấy kết quả, do ông xã em đi lấy, thì ông bác sĩ ông cũng kêu ông xã em vô coi cái kết quả của vợ nè, thì không có gành đó chị, đem lên cũng coi ống mỡ cứ ngắt vậy đó, thì về kể em nghe bác sĩ nói là phải cho vợ điều trị gấp, cái mỡ máu này rất là có nguy cơ là ta dẫn đến tai biến mạch máu não và có thể chết mất đất. Thì chị biết rất là nó cái khi nghe cái tin này thì vợ chồng em rất là bỡ ngỡ luôn, em á thì nó giống như nó rơi từ trên xuống gì đó. Thì nói chung là ngay cái trại cái địa phương của em á thì vùng quê, thì nói chung là mình cũng không có tin gì mấy, mình cũng còn cái hy vọng, thì em để đi lên một cái tuyến trên nữa là em đi lên Sài Gòn, thì đến đó thì em vô đại học ở dược, thì em xét nghiệm em cũng làm hết tất cả, em hy vọng là kết quả của em nó sẽ tốt hơn so ở với Cà Mau. Thì cũng y vậy chị, khi kết quả vẫn y như vậy thì bác sĩ vẫn nói với em một câu là có sợ chết không, thì em nói chết là phải sợ rồi, nhưng mà bây giờ bằng cách nào hả bác sĩ, thì bác sĩ nói bây giờ phải điều trị trong vòng một tháng, nếu như không không thuốc này mà không có tác dụng với em nữa thì bằng cách khác, thì em uống thì một tháng thì em thấy nó cũng không hết, nhưng mà chị biết không, trong khoảng thời gian mà em chưa phát hiện ra căn bệnh của em á thì cái người em nó tê chị, nó tê cứng hết mấy cái khớp tay của em là nó nhức, thì chị biết nhức thì ở vùng quê này thường thường hay cắt giác, thì cái chị mà cắt giác thường cho em á, thì khi mà cắt giác mà hút máu ra trong cái ống máu á, chị biết không, cũng mở không à, trắng tươi vậy đó, chị ta mới chọc em là nhỏ này nó bị máu trắng này,
nó bị máu trắng mà rút ra, kể cả mình rút máu ra cũng máu trắng luôn chị, nhưng mà nó trắng tươi, nó lợn cợn máu ít lắm. Thì em về thì khoảng thời gian đó chị biết không, em mình mẩy em nó tê cái đầu em, nó chị ngủ nửa đêm thức dậy nó tê cứng hết trơn vậy nè. Em tưởng tượng là em sáng em ngủ thức dậy lên không còn mở mắt được nữa, nó cứ liên tục như vậy. Thì lúc đó tinh thần em rất là sạn, em thứ nhất là bị mình bị gì tâm lý, thứ hai mình bị căn bệnh nó hành em liên tục, thì em cũng đã dùng thuốc. Lúc đó em rất là sợ chết, em rất là sợ chết, thì em đã dùng thuốc liên tục hơn 1 năm. Nhưng mà khi em đi em cũng theo cái lịch hẹn của bác sĩ, em đi xét nghiệm máu lại, nhưng mà cái mỡ trong máu của em nó không giảm, nó không giảm chị, nó không giảm. Mà khi đó em lại đau bao tử nữa, tại vì em dùng thuốc tây quá nhiều, em lại đau bao tử. Thì lúc đó thì cái sự chán nản của em bắt đầu nó có rồi, em không dùng, em không điều trị liên tục trong vòng khoảng hơn nửa năm. Và cho đến khi em được biết cái dòng dược thảo này là nấm linh chi và trà xanh, thì lúc đó em cảm thấy em có hy vọng về cuộc sống của em. Wow, nhưng mà bác sĩ không có nói là có thể trị được cho em hả? Sao mà em Dạ không dùng thuốc nói chị, tây mà không có. không nói chị, chỉ hẹn em là đi tái khám, có nghĩa là không nói một cái gì hết, chị nói là nếu như cái thuốc này không điều trị được thì cho em cái to khác, cho em to khác, có nghĩa là liên tục đổi to cho em. Nhưng mà cái còn còn mà xét nghiệm lại thì cái không có kết quả tốt, nó không có sụt, nó không có giảm bớt cái chị. Dạ. Wow. Vậy thì bây giờ thì em có còn cảm thấy là cái người của mình nó bị tê hay là cái cổ của mình nó bị cứng, cái người mình bị cứng nữa không? Dạ không chị, bây giờ em rất là khỏe, lâu lắm rồi em không còn bị nhức đầu nữa, lâu lắm rồi, cái đầu em rất là nhẹ nhàng. Trước đó chị biết không, đâu phải là tê cái đầu không mà chị, em còn mất ngủ nữa chị, em mất ngủ, em không ngủ được luôn, cái đầu em nó nhức mình mẩy em, nó hành hạ em liên tục và mất ngủ. Nhưng mà từ lúc dùng dược thảo tới giờ em rất là khỏe, em ngủ bình thường nè, em cái cơ thể em giờ giờ là không còn nhức mỏi nữa, không còn nghe nhức, với mấy cái khớp xương của em là không còn nghe đau nữa, hình như em nhẹ người đó rất nhiều. Ok, very good. Dạ. Bệnh này thì Vân lần đầu tiên Vân nghe mấy chị, nó cũng rất là lạ đối với Vân. Cái gì mà máu thành mỡ không? Người ta nói chút xíu mỡ trong máu là Mở trong bệnh này là mỡ máu trong người thì nguy cơ đột quỵ rất là cao mấy chị. Mà mấy chị biết là hiện bây giờ những người lớn tuổi thì Vân nghe rất là nhiều, nhưng mà đối với Diễm là một người dưới 40 mà bị cái căn bệnh này thì cũng là một cái sự nó cũng hơi bất ngờ đối với Vân. Nhưng mà cũng cũng may mắn là bạn dùng cái dòng dược thảo này nó kịp lúc là cái bệnh mình nó trở nặng, Dạ. cho nên là hỗ trợ cho bệnh bạn rất là nhiều, và chỉ trong vòng có 1 tháng mấy thôi là đã giảm 50% cái lượng mỡ trong người của mình, rất là tuyệt vời. Và Vân Đúng đó tin chị. chắc là nếu mà bạn tiếp tục bạn dùng thời gian sau thì chắc chắn kết quả sẽ tuyệt vời hơn nữa, đúng không? Thì bây giờ đó Vân sẽ chia sẻ Dạ. sơ là lý do tại sao mà các bạn ơi, cái này không phải là thuốc nha, không phải là trị cái bệnh mà máu mỡ của Diễm nha, không phải. Nhưng mà đây là chỉ là những cái dòng dược thảo thôi. Nhưng mà trà xanh á, nó có cái công dụng phòng chống ung thư, và đặc biệt hơn nữa đó là nó giúp tan đốt được cái lượng mỡ thừa trong người của mình, mỡ nội tạng đó, gọi là mỡ nội tạng đó. Và nó giúp được hỗ trợ rất là nhiều cái mỡ ở phía trong của mình. Đặc biệt là mấy bạn mà bị cái bụng bự đó. Các bạn mà làm việc mà ngồi lâu quá, cái mỡ trong bụng hay là tích lũy trong người của mình đó, thì những cái mỡ đó nó sẽ giúp hỗ trợ và làm giảm cái lượng mỡ tối đa luôn. Thứ nhất, thứ nhì nữa là nấm linh chi. Nấm linh chi nó có 5 thành phần, và trong đó nó giúp hỗ trợ. Vân tìm hiểu nha, Vân sẽ cố gắng chia sẻ cho các anh chị nha. Có 5 thành phần và giúp hỗ trợ là gia tăng sức hệ miễn nhiễm, phòng chống ung thư, gia tăng công dụng của gan, bổ gan, kích thích insulin, chống tiểu đường, chống dị ứng đủ các loại allergy. Cái này là Vân nè, Vân đã từng bị viêm xoang mũi, bị allergy rất là nặng luôn, mỗi lần mà mùa tới là Vân không thở được luôn,
không thở được coi như là phải chích một tháng, một năm vậy phải chích ít nhất là hai mũi để thở, nếu mà không chích thì sẽ không bao giờ thở được hết vì nó nghẹt. Nó nghẹt ở đây nè, mũi thì nó chảy ra nhưng mà nó nghẹt cứng ở đây. Cho nên là chích xong rồi còn phải nhỏ thuốc nữa. Thì khi mà bản thân của Vân dùng cái nấm linh chi với trà xanh cũng không còn những chứng bệnh đó nữa. Chống viêm, duy trì cái lượng, duy trì chất cholesterol, hỗ trợ cholesterol, không cho cholesterol cao, có nghĩa là lượng máu, lượng mỡ trong máu không cho cao, hỗ trợ thấp khớp, chống lại mỡ cứng đông, chống nghẹt tim, mỡ cứng ở trong người đó để chống nghẹt cái tim mình đó. Đây là một trong trường hợp của em nè. Ngừa đột quỵ, hỗ trợ bộ óc, trí nhớ, chất đạm, gia tăng chất đạm, có 7 chất trong Rishimax, chống lại tất cả các bệnh liên quan đến hệ miễn nhiễm, hệ hệ mạch máu, hệ thống mạch máu tim. Cái này có lâm chứng minh sàng nha, có khoa học gia lâm chứng minh sàng. Và bên cạnh đó, đó nếu như mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình á mà thấp quá đó thì mình rất là dễ sanh ra rất là nhiều chứng bệnh khác nhau. Cho nên là mình cần phải có cái hệ miễn nhiễm mình nâng cho cao lên, thì nấm linh chi là một trong những chất có thể bảo vệ hệ miễn nhiễm của mình và nâng hệ miễn nhiễm lên cao hơn nữa để phòng chống tất cả các bệnh. Đặc biệt là phòng chống giúp được cho hệ tiêu hóa nữa nè. Giúp cho năng lượng sống nè. Và viêm, khớp, bắp thịt, sưng, allergy, da do các hệ thống miễn nhiễm bị yếu mà sanh ra. Bệnh dời leo, eczema đó, bị eczema đó, diễm bị rớt rồi ha. Và bên cạnh đó đó, ngoài nấm linh chi, trà xanh, mình còn ăn thêm rất là nhiều rau quả trái cây để phòng chống những cái bệnh đó mấy anh chị. Tại vì cơ thể của mình mà cái hệ thống miễn nhiễm thấp, đề kháng thấp, rất là dễ sanh ra các bệnh khác. Cho nên mình ăn nhiều rau quả trái cây vô mỗi một ngày như vậy á, là mình ăn nếu mà đủ chất trong cơ thể là mình ăn tới 10 cái chén và năm màu khác nhau mấy anh chị. 10 chén rau quả trái cây và năm màu khác nhau. Cho nên cơ thể của mình thường thì mình ăn đâu có nổi đâu, mình có thời gian cũng ăn không có nổi nữa. Và bản thân của Vân đó là Vân là một cái người ăn chay cũng khá là lâu, cho nên là Vân rất là cần những cái chất, đầy đủ chất trong cơ thể. Thì Vân uống thêm cái loại gọi là thực phẩm chức năng về bên đồ ăn mấy anh chị, về bên thức ăn. Nó gọi là Lipack hoặc là Lipack Nano, thì nó là một bịch như vậy, một gói như vậy, nó bằng một xe đi chợ rau quả thức ăn. Cho nên là nó đầy đủ, khi mình uống một cái ực vô trong vòng 30 giây là mình xong rồi. Còn nếu mình có thời gian mình ngồi mình nhai hay mình cả ngày luôn cũng vẫn không xong đủ cái lượng cho cơ thể của mình. Đó là cái lý do, một trong những lý do mà nó làm cho mình bệnh. Và nếu như cơ thể của mình mà ăn uống thiếu chất nè, ngủ không đủ nè, bị căng thẳng nhiều quá nè, thì nó sẽ sanh ra rất là nhiều những chứng bệnh khác nhau, chứ không có phải là tự nhiên mình bệnh. Bệnh cũng có cái lý do là tại vì thì khi mà cơ thể của mình ăn uống đầy đủ chất hoặc là dùng thêm thực phẩm chức năng mà nó đầy đủ chất cho tế bào của mình á, thì tự nhiên tế bào của mình khỏe. Tự nhiên tế bào mình khỏe, chứ không phải là vì bạn Diễm, cơ thể của bạn Diễm là có thể là thiếu rất là nhiều chất, thì những cái thực phẩm chức năng này vào trong nó sẽ làm việc của nó và nó sẽ giúp cho những cái chỗ nào yếu nó sẽ bồi bổ lại. Phải nói như thế nào, những chỗ nào thiếu nó sẽ bồi bổ và chỗ nào yếu nó sẽ chỉnh sửa lại, cho nên bạn tự nhiên bạn khỏe ra. Và không phải là một mình bạn Diễm, bản thân của Vân và gia đình của Vân và Vân rất là nhiều người nhờ những cái dược thảo này, nhờ những cái thực phẩm chức năng họ có thêm sức khỏe hơn nữa mấy chị. Bạn Diễm bị rớt và bạn Diễm vô bị ngược nè, em đang ngược của chị, ngược hình của chị. Các bạn có nghe ok, bên Diễm vô cái phần bị đứng hình, các bạn còn nghe Vân không vậy?
Mọi người còn nghe Vân không? Hello. Hello. Còn nghe bấm Vân số 1 giùm nha. Các bạn ơi, các bạn còn nghe bấm Vân số 1 giùm nha. Ok. Tại vì nghe rõ. Nãy tự nhiên Diễm vô cái mình bị đứng hình. Ok. Cho nên là đó là những lời chia sẻ của Vân. Mấy chị trà xanh, mạng bên Diễm bị yếu quá cho nên Diễm vô không được, vô lại không được. Trà xanh với nấm linh chi là một trong những cái mà bản thân của Vân, cơ thể của Vân cần, và bản thân của Vân đã dùng trên 6 năm nay rồi. Rất là khỏe, nó cho mình có một cái sức khỏe. Vân làm việc rất là khuya mấy chị, Vân làm việc mỗi một ngày như vậy là có thể là tới 2-3 giờ sáng không chừng, trung bình là 1 giờ sáng thì mới đi ngủ. Thì vì Vân làm việc với các nước người ta thức thì Vân chịu khó làm xíu. Cho nên là lại đứng nữa hả? Lại cái mạng bên Vân bị yếu. Ok, các bạn nghe Vân được chưa? Thì lũ. Hello. Của chị bị đứng hình rồi hả? Ok. Có nghe Vân lại được chưa ta? Nghe rõ nhưng mà không thấy hình hả? Nghe rõ mà không thấy hình, mất hình rồi, không biết tại sao nữa. Vân kết lại nha, là sức khỏe là vàng mà, đúng không? Sức khỏe là trên tất cả, cho nên là các bạn mình cần bảo vệ sức khỏe của mình. Giống như hôm nay bản thân của Vân, Vân cũng cam kết đi tập thể dục lại nè. Đi tập thể dục lại, bảo vệ sức khỏe của mình. Tại vì chỉ có mình mới thương mình hơn hết thôi. Nếu mình không biết thương mình thì đâu có ai thương mình được đâu. Nếu như mà các bạn mình lỡ bị bệnh rồi đó, mà chồng con có thương mình cỡ nào đi nữa, họ cũng không có thể nào chịu đau nổi cho mình hết. Cho nên tự mình là cái người tự đau, và mình muốn khổ và muốn sướng là ở mình. Cho nên hiện bây giờ sức khỏe vẫn còn đang khỏe thì nên bảo vệ sức khỏe của mình mấy anh chị. Đừng có để giống như quá muộn rồi. Thí dụ như bạn Diễm, nếu như mà bạn Diễm không thấy được dòng dược thảo này thì bạn Diễm sẽ như thế nào? Đúng không? Trong vòng 6 tháng, 1 năm nữa, 2 năm nữa bạn Diễm sẽ như thế nào? Máu mà mỡ không trong đó thì làm sao mà sống nổi? Mỡ thì nó đông hết cả cái người, cho nên bạn bị tê cái này tê cái kia thì như vậy thì bạn Diễm có sống lâu sống thọ được hay không? Cho nên mình nên phòng chống bệnh và bảo vệ bệnh mình trước khi bị bệnh mấy anh chị nha. Bảo vệ trước khi bị bệnh, bảo vệ sức khỏe trước khi bị bệnh. Và nếu như mình đã bị bệnh rồi hay là một cái gì đó thì các bạn cũng có thể liên lạc với Vân hoặc Diễm hoặc các bạn nào mà chia sẻ video này để họ có thể giúp các bạn hỗ trợ được như thế nào từ cái dòng dược thảo này. Và các bạn nào mà có bất cứ câu hỏi gì, đặc biệt là các bạn mà ăn chay đó, các bạn thiếu chất á, thì tụi Vân cũng có những cái dược thảo mà có thể giúp các bạn làm sao để đầy đủ chất trong cơ thể của mình để mình đừng có bị bệnh. Và nếu có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn nhắn tin cho tụi Vân ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình Facebook Live của Vân và Diễm ngày hôm nay, tối hôm nay. Cảm ơn Diễm đã nhận lời mời của Vân. Và hẹn gặp anh chị em mình lần sau nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.